Xin cảm ơn Asus đã tài trợ chuyến đi Computex 2023 này. Ok, thì đây nếu mà anh em muốn tìm cây độc lạ mà không muốn cắt tầm nhiều thì đây sẽ là những cái sản phẩm gọi là cháy nhất cho anh em. Chúng ta không, mình không biết tên cây đâu nhưng mà mình có thể đoán kia là giờ khúc, kia là giờ tam giác, còn đây là giờ bình hành. À đây giờ bình hành đấy. Còn đây là giờ bị cắt đấy. Thì đây là Aza, họ sản xuất những cái cây rất là độc lạ và sẽ có những cái chất liệu cực kỳ là cứng cáp. Đây đều là kim loại hết anh em nha. Và trong này thì sẽ là rất hợp với những anh em nào muốn cái góc PC của mình có những vỏ cây độc lạ. Một trong những cái vỏ cây mà mình khá là hay ho và khá là thích thú đó chính là cái vỏ cây có thể mở hộp đằng kia. Đây là chiếc vỏ cây mở hộp anh em ạ. Và nó sẽ có khả năng để đóng cục cái này vào để biến thành vỏ cây bình thường. Và anh em nhìn nhá, nó hở đúng phần GPU để có thể thả thế ra. Rất hay đúng không ạ? Thế thì cái vỏ cây này nó cũng khá là độc lạ và hiện tại thì ở Việt Nam chúng ta cũng khá là khó để mua. Thì không biết là Hacom định nhập hay không nhưng mà mình thấy những cái vỏ cây này hay đấy. Tất nhiên rồi nó sẽ cực kỳ hợp với cả những anh em nào mà gọi là đại gia một chút, có nhiều tiền một chút để đầu tư cho vỏ cây của mình. Bởi vì những vỏ cây này cực kỳ là đắt luôn. Đấy, khả năng đóng mở nó thì trên cả tuyệt vời.